Truyện tích thứ 79, chuỗi hạt mân côi với tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời. Ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 tuyên bố sắc chỉ Munificentissimus Deus, tuyên bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đây là một sự kiện vô cùng quan trọng, vì trong các ngày lễ kinh Đức Mẹ trong một năm, thì lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời là lễ long trọng nhất. Cả giáo hội Công giáo cũng như giáo hội Đông phương đều tổ chức rước kiệu rất long trọng. Riêng tại Roma thì ngày lễ này được Đức Giáo Hoàng cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Sau đây là ý nghĩa sắc chỉ Munificentissimus Deus. Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa đã hoàn tất nhiệm vụ ở trần thế, được Thiên Chúa cất rước cả hồn lẫn xác về hưởng vinh quang thiên quốc. Theo sự tin tưởng của các thánh tông đồ xưa, Mẹ đầy ơn phước hơn mọi người nữ, là Mẹ Thiên Chúa, trinh nữ, tuyệt đối vô nhiễm nguyên tội, từ thuở đầu thai thì phải được hưởng sự bất khả hư thối, thể xác trong mồ. Để tránh những sự kiện có thể tranh cãi không chính xác về việc Đức Mẹ hồn xác lên trời như cách thức, hoàn cảnh, thời gian, địa điểm như thế nào, Đức Giáo Hoàng chỉ tuyên bố một sự kiện duy nhất là cả hồn và xác Đức Mẹ được Thiên Chúa cho lên trời hưởng vinh quang. Đó là tất cả sự giải thích về tín điều này. Theo truyền thuyết thì có hai vấn đề được đặt ra như sau. Theo giáo hội Đông phương thì Đức Mẹ sau khi Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh chết trên thánh giá thì Đức Mẹ được Thánh Gioan rước về nhà cư ngụ tại thành Epheso, nay thuộc lãnh thổ nước Thổ Nhĩ Kỳ, và Đức Mẹ cũng qua đời tại đấy năm ngày 72 tuổi. Còn theo thánh truyền Công giáo thì Đức Mẹ qua đời tại nhà tiệc ly, nơi mà Đức Chúa Giêsu đã lập bí tích thánh thể trước hôm Ngài chịu nạn. Và sau khi Chúa về trời rồi thì Đức Mẹ vẫn cư ngụ tại Jerusalem cho đến khi Ngài qua đời. Khi đi hành hương, chúng tôi đã đến nơi Đức Mẹ an nghỉ và được rước cả hồn lẫn xác về thiên đàng. Theo tài liệu mà Đức Mẹ đã nói với Trần Phước Arida thì 3 ngày trước khi Mẹ từ giã cõi đời, các tông đồ và môn đệ đã tề tự tại Jerusalem để vĩnh biệt Đức Mẹ. Đức Mẹ yên ủi các ngài và hứa sẽ bảo vệ hội thánh cho đến cùng. Ở đây chúng tôi không đề cập đến nội dung của tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, cho bằng sự liên quan mật thiết giữa tín điều và chuỗi hạt mân côi như thế nào. Trong 20 ngắm về chuỗi hạt mân côi thì mùa mừng có 2 ngắm có liên quan đến tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đó là ngắm thứ 4, thứ 4 thì ngắm Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời, ta hãy xin ơn chức lành trong tay Đức Mẹ. Và ngắm thứ 5, Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ lên trời, ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Như vậy, khi lần chuỗi mân côi mà chúng ta ngắm năm sự mừng thì chúng ta nhắc đi nhắc lại 2 lần tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời. Suy như vậy, chúng ta mới thấy rằng lần chuỗi mân côi không những chỉ suy ngắm các sự mầu nhiệm của Chúa Giêsu và Đức Mẹ trong trọn cuốn sách Tân Ước, mà còn suy ngắm về 4 tín điều mà Hội Thánh đã định về Đức Mẹ nữa. Lời bàn: khi lần chuỗi mân côi là chúng ta ôm lại tất cả nội dung cuốn phúc âm Tân Ước cao quý thay. Không những thế, chúng ta đọc đi đọc lại và suy ngẫm 4 tín điều Đức Mẹ thì thật là cao siêu, làm đẹp lòng Đức Mẹ hơn tất cả các kinh khác mà ta đọc dâng lên cho Đức Mẹ. Cho nên khi hiện ra ở Lộ Đức cũng như ở Fatima, Đức Mẹ đều nói các lời chúng con cầu nguyện dâng lên cho Mẹ. Không lời kinh nào làm đẹp lòng Mẹ cho bằng kinh mân côi. Vậy, để làm đẹp lòng Đức Mẹ,
thì thiết tưởng chúng ta nên hết thảy hãy gia nhập hội Mân Côi và năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ là tốt nhất. Tạ ơn Chúa.